chờ đợi lâu. Nói về bến phà Thuận Giang nối liền giữa huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới này thì có lẽ không xa lạ gì với bà con gần xa hết, bởi vì là chỉ có con đường này bà con mình lưu thông qua lại vào những buổi xuống để cũng như là đi làm việc buôn bán. Thank you.
chuyến phà Thuận Giang của mình đến đây cũng qua được Chợ Mới rồi cả nhà. Cho đến đây thôi, Kim cũng xin nói lời tạm biệt với bà con mình nha. Xin hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống, đặc biệt thuận lộ bình an, vạn sự lành, vạn điều may mắn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.